Vâng, em xin được chào mừng tất cả anh chị em nước thành viên VTH, đặc biệt là những thành viên mới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về về tổng quan về mạng xã hội phân quyền VTH. Và ngày hôm nay buổi chia sẻ nó sẽ kéo dài tầm khoảng cỡ hơn một tiếng anh chị nhé. Riêng phần của em thì nó tầm khoảng cỡ một tiếng đến một tiếng 15 phút. Vì thế nên anh chị nào mà có lỡ có cuộc hẹn gì thì chị canh thời gian giùm em nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua 5 phần như thế này anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi qua 5 phần và mỗi phần thì nó tầm khoảng cỡ là 15 phút anh chị nha. Và lưu ý dùm cho em là tất cả anh chị chúng ta không viết vẽ trên màn hình nhé. Anh chị nào viết vẽ trên màn hình thì em xin phép sẽ được quyền mời tất cả anh chị nó ra, vì em được thấy tất cả những anh chị nào mà viết trên đó là em thấy hết nha. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đi vào nhé, để không để anh chị chờ lâu, chúng ta sẽ đi vào. Và em tin chắc rằng những anh chị mà ngày hôm nay có trong phòng Zoom thì đây là lần đầu tiên anh chị nghe chia sẻ vi thai theo cái hình thức như thế này. Em cam đoan điều đó với chị, và anh chị sẽ nghe xong thì anh chị sẽ biết nha. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó chính là vi thai là gì anh chị nha. Và trước khi chúng ta tìm hiểu vi thai là gì thì em xin thì trước khi chia sẻ thì em xin gửi đến tất cả những anh chị nào mà đang tìm kiếm một dự án về đầu tư, hay là một dự án nào mà sẽ mà gia tăng tài sản của mình lên rất nhanh, thì xin vui lòng với anh chị chúng ta không cần phải nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, bởi vì VTH không phải là dự án đầu tư. VTH không phải là một cái phương tiện để giúp cho anh chị gia tăng tài sản lên rất nhanh. Nếu như anh chị muốn gia tăng tài sản lên rất nhanh thì anh chị vui lòng chúng ta liên hệ với những dự án khác để chúng ta tham gia và chúng ta phát triển. Và VTH đó là chính là dự án mà để giúp cho tất cả anh chị có thể xây dựng một sự nghiệp của mình, giúp cho anh chị phát triển hệ thống, giúp cho hệ thống của chị có nhiều tiền hơn cả anh chị, và giúp cho anh chị có một nguồn thu nhập thụ động lâu dài và bền vững như thế nào thì ngay sau đây anh chị sẽ được biết. Và bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó chính là VTH là gì. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu là VTH là gì nha anh chị, và tại sao chúng ta sẽ phải lựa chọn VTH, và tại sao lại là VTH nha anh chị nhé. Chúng sẽ đi vào phần đầu tiên, đó chính là VTH là gì. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần thôi: VTH là gì và tại sao lại là VTH, mà tại sao không phải là một diện mạng xã hội khác mà lại là mạng xã hội VTH nha anh chị nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào vòng quách, đó chính là VTH là gì. Hầu hết hiện tại trong phòng Zoom ngày hôm nay tất cả anh chị hoặc là đang nghe video này, anh chị sẽ biết được đó là VTH là gì. Còn một số chị em mới thì em xin nhắc lại như sau: VTH đó là mạng xã hội phân quyền đầu tiên trên thế giới, chi trả lại 90% quyền lợi cho người dùng, cho thành viên đó anh chị. Giống như Facebook bây giờ nó đang hàng ngày tất cả chúng ta đang là thành viên của Facebook, và Facebook bây giờ chi lại tiền cho chúng ta khi chúng ta like quảng cáo hoặc là xem quảng cáo ở trên cái tài khoản Facebook của anh chị, thì đó chính là VTH anh chị nhé, đó chính là VTH. Và mạng xã hội này là mạng xã hội của tương lai chứ không phải của hiện tại nha anh chị nhé. Hiện tại nó đang đi thôi, đang bắt đầu khởi nguyên thôi, chứ nó chưa phải là giai đoạn chính thức, chưa phải là cả thế giới này đang dùng nó. Nên giai đoạn này không phải là giai đoạn hoàng kim của VTH, mà giai đoạn này giai đoạn khởi đầu, gọi là khởi nguyên đó anh chị nha. Và vì thế nên em gọi đó là mạng xã hội của tương lai. Và tương lai là vì sao? Vì 5 năm, 10 năm nữa hoặc là 15 năm nữa, cả thế giới này gần như sẽ dùng VTH, nó chính gọi là mạng xã hội của tương lai, chứ không phải bây giờ. Giống như là công nghệ blockchain, công nghệ blockchain bắt nguồn từ năm 2007, 2008, và bây giờ đến 2020, khoảng cứ tầm 12 đến 13 năm sau thì thế giới này mới phải đi nghiên cứu và bắt đầu ứng dụng vào trong thực tiễn, chứ không phải nó ra đời xong một phát là nó được ứng dụng ngay lập tức anh chị nhé. Phải trải qua một quá trình là chứng minh được cái nền tảng, chứng minh được cái sự ra đời của mình là có ích cho thế giới này, có ích cho xã hội này nha anh chị. Và vì sao mạng xã hội ra đời? Đó là thực hiện cái sứ mệnh là toàn cầu phát triển thịnh vượng, và đi theo tiêu chí là bốn nhà đều win. Đầu tiên nó là doanh nghiệp win, công ty win, người dùng win và chính phủ đều win nha chị nha. Chúng ta đi qua phần thứ hai, đó chính là tại sao lại là VTH, tại không phải là cái thằng khác mà lại là VTH nha anh chị nha. Và trước khi tìm hiểu câu hỏi tại sao thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại lịch sử một lần nữa. Những anh chị nào ở trong phòng Zoom, mà những anh chị nào đã nghe về hay là đã nghiên cứu hay là biết về internet hay là biết về YouTube và Google rất kỹ thì anh chị sẽ biết được trước năm 2015 thì hầu như không có bất kỳ một cá nhân nào có thể kiếm tiền từ YouTube anh chị nhé.
và các trang web tương thích với Google để hiển thị quảng cáo và kiếm tiền qua Google AdSense. Những anh chị nào chuyên về ngành marketing thì anh chị sẽ biết, gần như sẽ biết cái này nè. Không chỉ có một cách kiếm tiền là từ YouTube thôi hiện tại thôi chị nha anh chị. Nếu anh chị có những cái trang website mà trang website của chị tương thích được với Google, có là nó thân thiện được với Google, thì trang web của anh chị có lượt view hoặc là lượt traffic, lượt truy cập lớn, thì Google nó sẽ hiển thị quảng cáo trên đó và anh sẽ phải kiếm tiền được trên đó nha anh chị nha. Nên anh chị thấy rất là nhiều trang web nó đổ rất là nhiều tiền để làm gì, để câu lượt view anh chị nha. Và trước tháng 8 năm 2017 thì không ai kiếm tiền từ nền tảng video trên Facebook anh chị nha. Ngày hôm nay thì rất là nhiều người kiếm được tiền ở trên Facebook bằng qua nền tảng video rồi. Anh chị mà lướt Facebook, anh chị xem những cái video của những cái fanpage á mà nó có hiện quảng cáo lên đấy, xin thưa đó chính là những cái người đó phải kiếm tiền được nha anh chị nha. Nhưng mà mọi thứ đã thay đổi rồi anh chị nha. Mọi thứ ngày hôm nay đã thay đổi rồi. Bởi vì sao? Ngày hôm nay anh chị sẽ thấy được trên web này, trên YouTube và ở trên Facebook hoặc là trên truyền hình, thì cái nghề đang rất nổi tiếng hiện tại đó chính là nghề YouTuber. Ví dụ như là Sơn Tùng, Trấn Thành, hoặc là bà Tăng Vlog đúng không ạ? Hoặc là Hưng Vlog, hoặc là Pháp, rất là nhiều những cái YouTuber rất là nổi tiếng, hoặc là những cái kênh như VN Channel, hay là Điền Quân, hay là Đông Tây Promotion. Có nghĩa là cái nghề này ngày hôm nay nó trở thành một cái nghề cực kỳ hot, và tiếp tế là nghề streamer trên Facebook đó anh chị. Và thế giới ngày hôm nay nó đã thay đổi và mọi thứ đó đã thay đổi rồi anh chị. Trên Facebook bây giờ tất cả các chúng ta, ai có được một cái fanpage trên Facebook mà có lượt view lớn thì anh chị hoàn toàn có thể bật kiếm tiền từ video của anh chị rồi nha anh chị. Facebook bắt đầu cho hiển thị quảng cáo, chèn quảng cáo vào để kiếm tiền rồi đấy. Và anh chị thấy đây là một số thống kê những cái YouTuber như cái trang là trang Pocket, là những cái trang dành cho trẻ em, thì mỗi tháng trung bình thu nhập của cái người này đó tức là từ 69.000 đô đến 1,1 triệu đô anh chị nha. Anh chị thấy một con số thống kê này là thống kê chuẩn nét từng ly lên chị nha. Một tháng cái kênh này mang về thu nhập trung bình từ 69,6 ngàn đô đến 1,1 triệu đô anh chị nha. Một năm trung bình thu nhập của cái kênh này là 835.000 đến 13,4 triệu đô. Còn 28.000 đô ở Vitae thì nó là một cái mũi chứ không thấm thiết gì ở đây anh chị nha. Đây là một kênh thứ hai, đó là kênh Pháp này nè anh chị. Rất là nhiều anh chị sẽ biết được cái kênh này, đã từng xem video những trên ngày. Thì hiện tại mỗi tháng trung bình cái kênh này thu nhập là từ 14,4 ngàn đến 229 ngàn đô một tháng. Và một năm nó thu nhập trung bình là 172 ngàn đến 2,8 triệu đô. Nó chỉ đi làm những cái video để thôi, up lên như thôi đó. Chứ một năm nó kiếm được tầm khoảng cái 5-60 tỷ đó anh chị. Không cần phải đi làm nhiều đâu anh chị nha. Chỉ làm video thế thôi. Và anh chị thì biết là một chàng sinh viên năm 98 quê Thái Bình, thì hiện giờ riêng cái tiền mà anh ấy kiếm được từ trên YouTube mỗi tháng từ 5.000 đến 80.000, đó là tiền sơ sơ thôi nha anh chị, kiếm thêm đó anh chị nha. Còn anh này thì thu nhập một giây của anh thôi là kinh khủng rồi. Và anh chị để rằng là lúc nãy vừa nói đó là trước năm 2015 và từ tháng 8 năm 2017 thì không có thể ai kiếm tiền được trên hai nền tảng này cả, là trên YouTube và trên Facebook cả. Vậy thì tại sao những người này ngày hôm nay họ kiếm được tiền, những cái kênh YouTube này họ kiếm được tiền? Tại vì sao anh chị? Anh chị có đặt câu hỏi như thế này không? Anh chị từng đặt câu hỏi chưa? Em tin chắc là tất cả anh chị đã từng đặt câu hỏi và đã từng thắc mắc tại vì sao làm YouTube lại kiếm nhiều tiền thế? Và Tăng Vlog ở đâu ra tự nhiên một bà khoảng có 70 tuổi trong vòng có 1-2 tháng kiếm tiền từ YouTube khoảng vài tỷ như thế? Đúng không anh chị? Đúng không anh chị? Là vì sao? Anh chị tự đặt câu hỏi cho mình cái. Đúng không? Anh chị tự đặt câu hỏi, anh chị tự trả lời cho mình cái. Nếu anh chị biết, anh chị không muốn làm bình luận trong phần chat nhé anh chị nhé. Và anh chị biết là YouTube và Facebook nó phân quyền anh chị nha. Nó phân quyền, nó chia quyền lợi cụ thể là doanh thu từ quảng cáo cho những cái kênh YouTuber và những cái fanpage này. Nếu như YouTube và Facebook nó không cấp cái quyền để cho cái kênh này và các fanpage này kiếm tiền, thì xin thưa dù có 1 triệu cái video up lên nó cũng không bao giờ kiếm được một xu nào. Đúng không anh chị? Nên cái cụm từ phân quyền là anh chị nghe, anh chị mới thôi, nhưng nó đã bắt nguồn từ rất lâu rồi. Và một tí nữa
anh chị sẽ biết là nó là điều hiển nhiên thế giới này phải đi với nó, chứ không phải là vi thai nó là một cái gì đó xa vời. Tại sao tự nhiên là tự nhiên em nên nổi lên cái mạng xã hội mang tên là vi thai tự xưng, cái là tự cho tiền không không có đó anh chị nha. Anh chị theo dõi một tí nữa, nhưng YouTube và Facebook chỉ phân quyền cho một nhóm nhỏ mà thôi, còn tất cả thành viên chúng ta là như em và anh chị là những người đóng góp lớn nhất cho cái mạng xã hội đó. Thành viên cộng đồng là mấu chốt quan trọng nhất, nhưng tất cả chúng ta chưa được phân quyền anh chị nha. Tương lai có hay không thì em chưa biết, ở hai cái mạng này nó phân quyền cho cộng đồng hay không, nhưng hiện tại thì chưa, và bản thân của chúng ta chưa ai kiếm được một xu nào từ hai cái nền tảng này đúng không ạ, là những nền tảng khác, mà chỉ có những người có cái kênh này thôi mới có được. Còn cái chúng ta là người đóng góp, thứ nhất là dữ liệu cá nhân của mình cho họ bán đi, thứ hai là chúng ta xem những cái video đó, nhưng chúng ta đâu có được trả gì đúng không ạ. Vì sao mà Facebook và YouTube phải phân quyền đúng không ạ? Thứ nhất là tôn trọng bản quyền của cái người đó. Cái video đó up lên chỉ có một người đó duy nhất được giữ bản quyền mà thôi, cái người nào up lên đầu tiên và giữ được bản quyền đó. Còn tất cả những cái video khác up lên sau đó video đó thì sẽ được Facebook và được YouTube báo ngay lập tức cho cái người chủ kênh đó rằng là cái người này đang vi phạm bản quyền của anh có yêu cầu họ xóa hay không. Và những cái video mà up vượt bản quyền đó sẽ không bao giờ được kiếm tiền từ video đó anh chị nha. Và vì phân quyền như thế thì cái video những cái kênh này up lên nó sẽ vô cùng hấp dẫn, vì họ đã bỏ công sức, bỏ trí óc để nghiên cứu ra những cái video hấp dẫn, đa dạng và độc đáo để làm gì? Để thu hút người xem anh chị nha, để thu hút lượt view. Thì càng có những cái video hấp dẫn thì làm gì? Thì lượt view càng lớn thì doanh nghiệp nó mới đổ tiền càng nhiều vào để quảng cáo. Và khi doanh nghiệp đổ càng nhiều tiền vào quảng cáo thì Facebook và YouTube mới thu được càng nhiều tiền. Và để làm được điều này thì bắt buộc họ phải phân quyền thôi. Một mình họ không thể làm hết được anh chị nhé. Một mình họ không thể nào đáp ứng được hết cho cả thế giới này được. Vì thế bắt buộc phải phân quyền. Và hiện tại Facebook đang phân khoảng 50% cho các kênh này và các YouTuber này. Tức là ví dụ Facebook thu được 1 đồng sẽ chia ra 50 cent cho cái chủ kênh đó và 50 cent Facebook lái về công ty. Và YouTube cũng y chang như thế anh chị nhé. Ok, chúng ta tiếp tục ạ. Và điều gì sẽ đến khi tất cả thành viên được phân chia quyền lợi từ mạng xã hội? Đúng không anh chị? Vậy thì anh chị biết được là mạng xã hội nó thu tiền rất lớn như thế. Facebook năm giờ rồi thu được 71 tỷ đô thì, nhưng mà YouTube thì cũng không thua kém gì đâu nha anh chị nha. YouTube dự kiến còn thu hơn nữa anh chị nha. Vậy thì điều gì sẽ đến khi tất cả thành viên, tất cả chúng ta được phân chia quyền lợi từ mạng xã hội này, những nền tảng xã hội luôn, từ YouTube, Zalo, từ mọi thứ anh chị nha. Vậy thì anh chị sẽ cảm thấy như thế nào? Anh chị sẽ happy hay rất happy, có là hạnh phúc hay rất hạnh phúc, sẽ vui hay rất vui, bởi vì kiểu gì anh chị cũng sẽ kiếm được thêm một ít thu nhập đúng không ạ? Bao nhiêu chị happy thì chị comment số 2 dùm em nha. Và đó là chúng ta vừa nhìn lại lịch sử, nhìn lại dòng thời gian về trước, còn bây giờ hiện tại và tương lai này. Hiện tại có nghĩa là ngay bây giờ và sắp tới, chứ không phải còn là của năm 2019 nữa anh chị nha. Nhưng hiện tại là chính là ngày hôm nay, là ngày 5 tháng 10 này. Hiện tại tất cả các chính phủ, tổ chức và cá nhân trên thế giới họ đang vô cùng e ngại về việc thông tin cá nhân của người dùng là chúng ta đó anh chị bị các công ty công nghệ, các ứng dụng như Facebook, như YouTube, như Zalo rò rỉ ra bên ngoài anh chị nha. Và anh chị có e ngại không? Có sợ không? Đúng không ạ? Và rất nhiều những vụ kiện đình đám từ các chính phủ, các tổ chức với mức phạt lên đến 5 tỷ đô trên một lần vì lộ thông tin của người dùng. Anh chị thấy hiện tại các chính phủ họ làm rất gắt gao về việc là lộ thông tin của người dùng, họ bảo vệ người dùng, và người dùng hiện tại cũng đang rất là chú tâm đến việc mình bị bán thông tin dữ liệu cá nhân đi rất nhiều. Anh chị thấy nè, bây giờ bước đi rất mạnh của Apple đó chính là họ ra được cái hệ điều hành iOS và 14 và 14 và trên. Đó chính là cơn ác mộng thực sự của Facebook và Google. Bởi vì sao? Bởi vì Apple sẽ ngày càng nghiêm túc trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng. Đó là điều Facebook và Google rất sợ. Những cái ứng dụng như Facebook và Google bây giờ muốn thu thập dữ liệu thông tin của người dùng phải thông báo với người dùng một cái câu lệnh là chúng tôi đang muốn thu thập dữ liệu này nè, số điện thoại này, ngày tháng năm sinh, email này kia, đó tất các kiểu của anh chị, đi đến bất kỳ nơi nào của anh chị đó, thì anh chị có cho phép hay không? Nếu anh chị cho phép thì những ứng dụng này ở trên nền tảng của iOS mới thu thập được,
còn không sẽ không thu thập được nữa. Trước giờ là họ thu thập bất chấp, chỉ cần anh chị cài vào là nó tự động thu nhập, còn bây thu thập. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì Apple không cho phép gì đó nữa anh chị nha. Anh chị, cái này là không phải em nói nha anh chị, cái này là được công bố rộng rãi trên toàn thế giới nha anh chị. Anh chị, các bạn em anh nói lại là quan trọng nhất, Apple sẽ đưa tới người dùng tùy chọn cho phép ứng dụng theo dõi tiếp tục hoặc buộc ứng dụng ngừng theo dõi. Đây là tin mừng cho tất cả những người dùng muốn không biết người theo dõi, nhưng nó chắc chắn là một cơn ác mộng với Facebook. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái này nó đưa vào thực tế thì mặc định là hai ông này sẽ giảm đi 50% doanh thu ngay lập tức anh chị nha. Và bảo vệ dữ liệu người dùng nó đang là cái bước đi mà Google, là chính là Android đó anh chị, cũng sẽ bắt đầu quan tâm tới. Và khi mà hệ điều hành Android là hiện giờ tất cả gần như chúng ta đang xài trên Samsung, Apple hay là Huawei đang xài đó chính là Android, thì nếu mà Android cũng tiếp nối theo bước chân của Apple mà bảo vệ dữ liệu quyền của người dùng như thế, thì xin thưa những cái mạng xã hội không còn đất sống nữa anh chị nha, gần như sẽ không còn đất sống. Vậy thì họ bắt buộc phải đi một cái bước tiếp theo, đó chính là phân quyền cho toàn thể người dùng này. Bởi vì hồi sau anh chị sẽ biết vì sao như thế. Anh chị thấy không? iOS sẽ giảm, iOS 18 sẽ giảm 50% doanh thu quảng cáo từ Facebook, khiến cho Facebook bắt đi 50%. Đó là một điều kinh khủng anh chị nha. 50% là mất hơn 30 mấy tỷ đô, hiện thay doanh thu hiện tại là mất 30 mấy tỷ đô một năm anh chị. Đó là con số vô cùng lớn. Căn nhà mà khoảng có 10 tầng mà thì chắc cái tiền này cũng không đủ nữa anh chị nha. Cái tiền này cực kỳ lớn nha anh chị nha. Và bao nhiêu anh chị cảm thấy rất phiền khi bị các cuộc gọi, các tin nhắn quảng cáo rác đối với mình? Bao nhiêu anh chị cảm thấy phiền thì vui lòng comment số 3 giùm em. Bao nhiêu chị đang có công việc, cái một bạn gọi tới: anh ơi, em đang là bên bảo hiểm, đang là bên bất động sản, đang bên chứng khoán phái sinh, đúng không ạ? Rất đắt tứ linh tinh, rất là nhiều. Bên du lịch gọi cho anh chị và anh chị cảm thấy phiền và rất phiền. Bởi vì sao họ biết được số điện thoại của anh chị gọi? Bởi vì xin thưa rằng anh chị đã được bán đi anh nờ lần cho rất nhiều đơn vị rồi. Bởi vì những thông tin đó nó được thu thập một cách thụ động rồi anh chị nha. Anh chị làm cái gì cũng bị thụ động, thu nhập bị thu thập thông tin hết rồi, và anh chị dù có muốn hay không muốn nó vẫn cứ gọi cho anh chị thôi. Xin thưa anh chị nha. Và bao nhiêu chị cảm thấy phiền và không muốn bị như thế nữa thì vui lòng comment số 3 dùm cho em nha. Và trong tương lai mà khi các ứng dụng yêu cầu anh chị cấp quyền thu thập thông tin nhá, mà anh chị không có quyền lợi gì, thì mà đồng thời anh chị là rước phiền muộn về cho mình, thì anh chị có đồng ý không? Bởi vì theo hướng đi của iOS, đúng không ạ? Theo hướng đi của Apple và một số nền tảng tảng về cung cấp hệ điều hành khác, tương lai thì để bảo vệ quyền lợi người dùng theo luật của các nước, các chính phủ, đặc biệt là của châu Âu, thì bắt buộc những cái nền tảng này muốn thu thập được dữ liệu của người dùng thì phải yêu cầu, phải gửi một cái thông báo cho người dùng họ chấp nhận thì mới được thu thập, hoặc không có thì không thể thu thập được. Đó là một cái điều vì sao mà Tổng thống Trump hiện tại đang cấm TikTok vào nước Mỹ, mà bắt buộc phải một công ty nước Mỹ phải mua lại cái gọi là cái thị phần ở Mỹ đó thì mới cho TikTok vào nước Mỹ. Đó là một cái chống lộ thông tin của người Mỹ ra khỏi đất nước Mỹ anh chị nữa. Tức là tất cả các nước đang bảo vệ thông tin của người dùng cực kỳ quan trọng. Và thì bao nhiêu anh chị sẽ không chấp nhận điều này thì comment số 4 giùm em. Bởi vì anh chị không được lợi gì mà anh chị lại rất phiền muộn gì. Nếu bao nhiêu anh chị mà không chấp nhận thì bấm giùm em số 4 nha anh chị nha. Còn để anh chị đồng ý thì ứng dụng này cần phải chia lại quyền lợi gì cho anh chị, đúng không? Facebook nó muốn thu thập lại thì sau này nó phải bạn cấp phép cho tôi được thu thập và tôi sẽ hiển thị quảng cáo cho bạn like kiếm tiền, thì nếu bạn ok thì bạn cấp phép thì anh chị mới cấp phép chứ, đúng không ạ? Và đó chính là fair play, là sòng phẳng, đúng không ạ? Và nếu có quyền lợi thì người dùng họ sẵn sàng đồng ý để làm gì? Bởi vì trước giờ họ đã được bán đi rồi, trước giờ đã rất phiền muộn về rồi mà không được cái gì cả, bây giờ lại có thêm một nguồn thu nhập, thì em tin chắc rằng là tới khoảng cái 90-95% tất cả thành viên sẽ đồng ý, đúng không ạ? Bởi vì anh chị được chia quyền lợi. Và hiện tại thì xin thưa, hiện tại thì chưa anh chị nhé, hiện tại thì Facebook và YouTube hay là Zalo hay là các nền tảng mạng xã hội khác chưa có động thái về việc này, nhưng chỉ có Vithai anh chị nha, chỉ có Vithai nha anh chị nha. Chỉ có Vithai là hiện tại là mạng xã hội đầu tiên trên thế giới này
chia lại quyền lợi, chia lại doanh thu 90% cho tất cả người dùng. Và ở VTI, tất cả người dùng muốn hiện quảng cáo lên dòng thời gian của anh chị thì VTI sẽ luôn luôn hỏi một anh chị một câu hỏi rằng nếu anh chị chấp nhận cho phép hiển thị quảng cáo trên dòng thời gian của anh chị thì chúng tôi sẽ chi trả lại quyền lợi cho anh chị là 90%. Anh chị đồng ý thì bấm OK, không đồng ý thì bấm No. Thì anh chị nếu anh chị bấm No thì sẽ không bao giờ có một cái quảng cáo nào hiển thị trên dòng thời gian của anh chị ở mạng xã hội VTI cả, mà chỉ có tương tác với bạn bè của anh chị thôi, chứ nó không phải giống như là Facebook, giống như là Zalo hiện tại mà anh chị có muốn hay không muốn thì nó vẫn cứ hiện quảng cáo, đúng không ạ? Đó chính là VTI anh chị nha, đó chính là VTI. VTI là mạng xã hội phân quyền đầu tiên trong lịch sử ứng dụng thành công công nghệ blockchain và chia lại 90% quyền lợi cho người dùng. Và hiện tại trên thế giới chưa có một mạng xã hội nào thực hiện điều này, thì chỉ riêng có VTI nha anh chị nha. Và điều đó đúng hay sai anh chị thấy nào? Đây là tiếng Anh nha, đây là nguyên bản tiếng Anh và em dịch ra cho anh chị, bởi vì một số anh chị giống như em rất là có hạn chế về tiếng Anh thì em xin dịch lại cho anh chị. Và VTI được VTI liên tục theo dõi các xu hướng của ngành truyền thông xã hội trong khi xây dựng nền tảng truyền thông xã hội hiện đại của mình, của riêng mình, tìm thấy nội dung và tính năng thú vị mà bạn còn được trả thưởng cho hoạt động của mình. Anh chị like, anh chị share, anh chị comment, anh chị viết bài, anh chị cũng được trả thưởng. Anh chị chia sẻ VTI cho người khác và tham gia miễn phí, anh chị cũng được trả thưởng anh chị nha. VTI được hỗ trợ bởi nhiều cá nhân làm việc trong một bộ phận tương ứng của họ với bối cảnh cơ hội luôn thay đổi. Nhóm VTI được tổ chức để thành công, có là sứ mệnh đời là để thành công anh chị nha. Và chúng đó là chúng ta làm gì nào, VTI làm gì nào? VTI được phát triển với mục đích thay đổi thế giới anh chị nha, bởi vì nó là một mạng xã hội phân quyền, nó đi theo triết lý riêng bảo vệ quyền lợi người dùng và bốn nhà đều có lợi, nên là nó sẽ mục đích là thay đổi toàn bộ triết lý hiện tại của mạng xã hội, đặc biệt là ông lớn, đúng không chị? Và mang lại tự do cho bạn, cung cấp mạng lưới khen thưởng xã hội tuổi mới để tạo ra cơ hội tự do tài chính, và đó chính là VTI anh chị nha. Và chị biết là mạng xã hội trên blockchain có thể là câu trả lời cho tất cả các vấn đề đau đầu của Facebook anh chị nha. Chỉ có mạng xã hội trên blockchain, trên nền tảng công nghệ blockchain thì mới có thể là giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà Facebook đang bằng vướng phải. Và cái này là không phải em nói nha anh chị nha, cái này là thế giới họ nói, những nhà nghiên cứu họ nói, và họ nói luôn là cái sự thay đổi này anh chị nha, cái sự thay đổi này nó không bắt buộc phải đi từ công ty Google hoặc là công ty Facebook, hoặc là bên trong hay bên ngoài của tổ chức đó anh chị nha. Thì trước sau gì cũng sẽ có một mạng xã hội, và sẽ có rất là nhiều mạng xã hội khác đi theo cái hướng này, bởi vì đây là không phải là một hướng đi riêng mà là hướng chung. Đây cần lưu ý rằng mọi vấn đề đều có mặt đối lập của nó, có nghĩa là một giải pháp hay một ai đó cuối cùng sẽ xuất hiện để giải quyết. Tính thống nhất của các mặt đối lập này dường như khá rõ ràng, nhưng cho đến khi giải pháp xuất hiện trong tầm ngắm và được thực hiện, không phải ai cũng nhận ra nó. Tuy nhiên, câu hỏi dành cho Facebook lại không phải là có giải pháp này hay không, mà là giải pháp phải đến từ bên trong hoặc là bên ngoài của công ty Facebook anh chị nha. Chúng ta không phải, thế giới này không đợi Facebook để thay đổi, mà chúng ta sẽ có nhiều cái tập đoàn khác, nhiều công ty khác họ làm ra những cái mạng xã hội khác để tốt hơn, để ưu việt hơn, để phù hợp hơn cho thời đại mới anh chị nha. Và ngày xưa mạng xã hội trước đây hay là những trang web trước đây thì cái lượt traffic á, cái lượt traffic là cái lượt truy cập á, đó chính là vua anh chị nha. Những cái mạng xã hội trước đây cái lượt traffic đó chính là vua, thì ngày hôm nay thì cái lượt like á, đó chính là vàng anh chị nha. Với mạng xã hội bây giờ đó chính là like, đó chính là vàng, đó là chính là mạng xã hội của VTI đó anh chị nha. Like là vàng, và anh chị thấy nhớ nha. Và hiện tại thì nó như nó hiện tại lúc nãy em nói đó, là hiện tại trên thế giới chưa có một mạng xã hội nào ra đời đi theo hướng này, thì chỉ có mới có VTI mà thôi. VTI là một mạng xã hội đầu tiên phát hiện những vấn đề này, đó chính là một cái bước tiến bắt tắc yếu của thế giới phải đi, mà VTI đang nhìn thấy trước và đã chuẩn bị nền tảng để chuẩn bị đưa thế giới đến đó, chứ không phải VTI nó tự đưa ra nhé chị nha. Và anh chị thấy những cái gì chia sẻ nãy giờ đấy, khoảng cơ 15 phút đấy, thì cái bước tiến và phân quyền có nghĩa là đó là bước đi gần như mà chắc chắn là thế giới này nó phải đi, bởi vì không đi thì gần như không được anh chị nha.
và Vithen đã phát hiện ra và nó đã đi trước một bước, có là đi trước khoảng một bước như thế, để khi người ta bắt đầu đi thì Vithen đã ở giữa đoạn đường rồi chị nhé. Và là cái gì đầu tiên thì thế giới này luôn luôn sẽ nhớ nó nhiều nhất anh chị nha. Và phần đầu tiên chúng ta đã đi qua được đó chính là giải nghĩa được là Vithen là gì và tại sao lại là Vithen, để biết được là Vithen nó có tiềm năng hay không, nó có tầm nhìn đúng tầm nhìn hay không, là em vừa cho chị thấy được là bức tranh của những năm trước và vì sao giai đoạn hiện tại mà rất là nhiều người kiếm được tiền từ trên YouTube, từ trên Facebook như thế. Và hiển nhiên có những cái vấn đề mà những quốc gia đang gặp phải, họ đang giải quyết nó, thì Facebook sẽ gần như muốn hiện thực quảng cáo lên, muốn kiếm được tiền của người dùng bắt buộc phải đi theo cái con đường là phân quyền. Và Vithen nó đã phân quyền trước rồi anh chị nha, triết lý của Vithen là phân quyền rồi anh chị nha. Vì thế chúng ta đang đi với một cái tầm nhìn gọi là vĩ đại, chứ không phải đơn giản là ừ nó làm một lại là đa cấp, lại là lừa đảo anh chị nha. Anh chị lưu ý khi chị nghe xong thì chị tự trả lời cho câu hỏi cho chính mình nha. Và sau khi chúng ta đã tìm hiểu được Vithen là gì và chúng ta biết được rằng là cái tầm nhìn nó có đúng hay sai, chỉ cần có 90% mà nó ok là chúng ta đã được rồi đúng không ạ?